Chào tất cả các bạn và mọi người đang xem. Hôm nay tôi sẽ coi túi quý tỵ số mạng ra sao, và nam thờ ông gì và nữ thì thờ bà gì. Tuổi quý tỵ mạng trường lưu thủy, nam thì thờ ông tử vi độ mạng, nữ thì thờ bà cửu thiên hiền nữ độ mạng. Và đón xem tổng quát của số quý tỵ, số mạng của quý tỵ. Quý tỵ mạng thủy số ta như vậy, tuổi hỏa mạng thủy số này, tuổi cùng với mạng hai đây khắc thời, sớm sanh có bệnh chẳng may, trong mình yếu đuối hoặc rầy tật thân, gương diện vui vẻ là phần, tánh hiền ý dễ không phân sen hèn, cạnh tranh ngôn ngữ nhiều phen, không nhịn lời nói thường bèn cãi nhau, tánh muốn mua gấp xôn xao, lòng người không đọc nói ào bỏ que, ý ham hát sướng đờn ke, ít hay lo tính chuyện xe lâu dài, lụng xem duyên nợ hôm nay, vợ chồng cách trở đổi thay nhiều lần, khổ tâm chồng vợ phân vân, đến sau kết nghĩa châu trần bền lâu, của tiền tay tạo dài lâu, hào tài khá dữ ngã hầu vào re, thông minh lạnh lanh lợi thái xe, gần người sang trọng xem que thương rầy, cửa nhà dời đổi nhiều thay, gần đặng huynh đệ hôm nay phước phần, hào con không trọn khá phân, sanh đê dưỡng thiếu vắng phần về sau, đệ huynh xung khắc đồng bào, ít khi hạp ý nhờ nhau có phần, khé nên dưỡng tánh tu tâm, hưởng nhờ hậu vận ấm thân thọ trường. Đó là số mạng của tuổi quý tỵ, và nam nữ là coi chung một tuổi. Xin mọi người đang xem thì nhấn chuông đăng ký để không bỏ lỡ các video khác. Chúc các bạn và mọi người đi xem vui vẻ, nhiều điều may mắn. Chào tất cả.